thì đang là 5 giờ sáng các bạn ạ, theo giờ Việt Nam. Và mình đang ở Hà Nội. Thời tiết lúc này nói chung là nóng. Và bây giờ thì mình đang đi xuống để lấy xe. Ui, đây sẽ là hầm để xe. Ok, và sau khi thu xếp xong xuôi thì đằng trước mình làm một ba lô, đằng sau mình cũng làm một ba lô các bạn ạ. Mỗi lần về quê là coi như mang cả nhà về vậy. Nhưng mà không sao, mình cân được tất. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. Hello, và như bây giờ các bạn có thể thấy là đã gần 7 giờ rồi. Mình đi hết khoảng tầm từ 5 rưỡi là hết gần 1 tiếng rưỡi và mình đã có mặt tại thành phố Bắc Giang. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng lượn lờ quanh thành phố một chút để xem là tình hình sau dịch thì mọi hoạt động diễn ra như nào nhé. I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, where we are. Và mình đã về đến nhà rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào xem là... Cô đang cầm gì ấy? Cầm cái gì nhỉ? Cái gì máy quay? Thế con thấy cô Yến ở trên TV á? Cô Yến ở trên TV đi xem hả? Để á? Thế mình đi xem em Khang dậy chưa đi? Đi. Ôi, cô Yến nhớ pin quá. Béo ấy. Cái gì béo? Cái quần này hay. Cái quần này mặc béo á? Thế thôi lần sau không mặc nữa nhá. Cô mặc tạm đi. Mặc tạm đi á? Cô vẫn mặc đây thôi. Cô mặc để đi về mà không bẩn hết rồi đây này. Quyền có quà cho Bin. Đi lấy quà nhanh. Đi lấy quà. Nào, đi lấy quà. Sao Bin dậy sớm đấy? Con chim á? Con chim bay tận lên trời luôn. Úi, Bin đuổi nó bay nào. Bin đuổi nó bay đi. Bay đi. Con chim bay đi. Con chim bay đi. Nhưng không bay. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Tí nữa con ăn thử nhá. Bị bẹp mất rồi. Cái này của em bé Khang. Cái này của con nhá. Rồi, con mang vào cho em bé Khang đi. Xong gọi anh Bùn dậy nhá. Thôi, con mang cho em bé Khang nào. Đi. Mang cho em bé Khang. Con cầm. Con mang cho em bé Khang đi. Đâu nhỉ? Em bé Khang đâu nhỉ? Khang ơi.
Em bé Hang quên cô rồi à? Cô Yến. Cô Yến. Không nhớ à? Chán thế. Chào các bạn. Ok. À, cái thời gian vừa qua ở nhà Bùn cảm thấy như thế nào? Nghỉ dịch bao lâu nhỉ? Chán ạ. Chán à? Nghỉ dịch 2 tháng nhỉ? Là Bin quay vlog nào? Chào Bin, Bin chào khán giả đi. Con làm trò gì đấy? Ai dạy con trò đấy? Bin chào các bạn đi nào. Hay chào cô chú nhỉ? Con chào cô chú. Con chào cô chú. À, bảo cô chú hãy like video của cô Yến đi. Like video của cô Yến. Subscribe kênh của cô Yến. Yến. Subscribe. Subscribe.